Tập 28. Anh ngồi đi. Sao em không biết dạo này anh còn biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề gì? Ngại quá, cũng là lần đầu tiên anh biết. Thì ra cảm giác tức điên người là như vậy. Em xem nào, có đau không? Không đau. Đau đau. Anh cũng biết đau hay sao? Mà tại sao anh lại đến đây? Em nói xem, tại sao lại gặp tên đó? Tất nhiên là vì em muốn tìm đối tác mới cho sản phẩm mới của công ty. Nếu như em vì chuyện bên Tiệp Trì ngừng hợp tác thì anh biết rồi. Anh đã có phương án dự phòng từ trước. Em không cần phải lo việc này. Em không muốn anh nghĩ rằng việc gần đây Quang Đỉnh bị đối tác ngừng hợp tác là do những tin đồn về anh gây nên. Mà hơn nữa, bất kỳ sự hợp tác nào khả thi đều đáng để cho em cố gắng, không phải vậy sao? Cho dù bị ngừng hợp tác, vì tin đồn của anh cũng không quan tâm. Với lại, cách em cố gắng là đi xem mắt với người khác. Xem mắt hả? Xem mắt gì chứ? Lương Á Bân là người do anh trai của em giới thiệu đấy. Khoan đã, ai nói với anh là em đang xem mắt? Ba em hay là mấy người Thanh Thanh? Người này trong ngành không đáng tin. Đáng lý ra Lý Tuyển không nên giới thiệu cho em người như vậy mới phải. Trừ phi anh ấy có lý do bắt buộc phải giới thiệu đối tượng xem mắt cho em, nhưng lại không muốn em thành công. Anh đọc mấy tin tức đó không tức giận sao? Bệnh của anh là sự thật, chữa khỏi rồi cũng là sự thật. Nội dung bài viết đều là sự thật hết, thì có gì phải tức giận đâu. Ý em nói, thật ra việc này... Thôi bỏ đi. Dân chú, sao thế? Không sao, chú cứ nói từ từ thôi. Dân cháu biết rồi, chú đến ngay đây. Em đi với anh. Mời cháu ngồi. Cô gái, chú nghe nói cháu là đồng nghiệp của Thành Minh hay sao? Vâng ạ. Cháu là cấp dưới của sếp Ninh. Vậy các cháu ở bên nhau bao lâu rồi? Không, không phải đâu ạ. Chúng cháu chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi ạ. Chú à, chú đừng hiểu lầm nha. Vừa rồi đồng chí cảnh sát kinh tế nói mấy ngày nay trên mạng có những tin tức tấn công Thành Minh. Chú thấy, chú ơi, tất cả những tin đó đều là bịa đặt hết. Chú đừng có tin những điều đó. Ngày trước khi Thành Ninh quyết định nghỉ dạy ở trường ra ngoài lập nghiệp, chú đã nói sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Những bài viết đó chú đã đọc rồi, cũng không phải là toàn bộ là bịa đặt hết. Thằng bé này ấy à, đúng là nó bị rối loạn nhận thức cảm xúc. Nhưng mà nếu như cháu ở bên cạnh nó, ở cùng nó vài ngày thôi, cháu sẽ nhận ra nó thật sự là một đứa trẻ rất tốt. Không giấu gì chú, thật ra cháu cũng tốt nghiệp từ đại học Hạo Nhiên. Trước đây sếp Ninh từng dạy cháu môn kinh tế học đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là khi đó cảm xúc của anh ấy rất lạnh nhạt, nghiêm khắc với mọi người, như là một giáo viên tốt, nghiêm túc có trách nhiệm. Nếu lần này trên mạng không lộ ra tin tức, chúng cháu cũng không biết được. Thì ra trước đây anh ấy là dứt giả như vậy. Vì tình tử quệ của tôi đã bị bệnh Alzheimer nhiều năm nay rồi, cũng không có thể tự chăm sóc cho bản thân được. Các anh đều biết hết rồi. Vậy nên việc thay đổi thông tin tài khoản ở nước ngoài này
chắc chắn có người thao túng đằng sau. Chúng tôi đã xác minh rồi, tài khoản này đúng là được đăng ký bằng thông tin của dì anh. Tôi cho rằng có thể năm ngoái khi chú của anh đưa bảy sang Nhật khám bệnh đã để lộ thông tin. Thế nhưng mà ở đây có một điểm đáng chú ý. Trước đây chúng ta tra xét tài khoản của Mã Hạo ở nước ngoài đều không có kết quả, đúng không? Vậy mà bây giờ thông tin này lại đột nhiên xuất hiện. Các anh cần tôi phối hợp hỗ trợ làm gì chứ? Tôi cần anh không làm gì hết. Thành Minh à, đồng chí cảnh sát kinh tế nói sao rồi? Không có gì đâu, họ chỉ xác minh đơn giản là tình hình với cháu thôi. Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Thành Minh là gây thêm phiền phức cho cháu rồi. Chú khách sáo rồi. Tình hình của dì gần đây sao rồi? Có cần cho dì ấy gặp tiểu dịch hay không chứ? Hôm nay bà ấy vẫn chưa nhớ ra. Thôi mà bỏ đi. Nhưng thằng bé này cũng thật là lúc nào cũng phiền cháu hết. Cháu nói xem, tình hình trong nhà vẫn ổn chứ à? Hay là Thành Minh, được rồi, mọi việc trong nhà đều ổn hết, bọn chú đủ dùng cả, không cần đâu. Thế này đi, hôm nay cháu cũng tới đây rồi, cháu qua chỗ của ba mẹ rồi hãy về nha. Vâng. Tiểu Minh, con có mệt không? Dạ hơi mệt à. Con chịu khó thêm một chút nữa. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Đến nơi, ba mua đồ ăn cho con nha. Vâng ạ. Anh uống chút nước đi. Tiểu Minh à, con cũng uống chút nước đi con. Rốt cuộc anh có từng yêu em hay không? Cô có thôi đi hay không? Có giỏi thì anh thề trước mặt của Tiểu Minh đi, là anh với người phụ nữ kia không có quan hệ gì đi. Cô lôi con cái vào làm cái gì? Cô thấy phiền hay không hả? Tiểu Minh à, mẹ nói con nghe, trên đời này không hề có tình yêu, chỉ có dối trá mà thôi. Cô làm gì vậy? Chú ơi, chúng cháu đi đi. Được. Đồ nghiệp chứ. Ba mẹ của mày vì cứu mày mà đều đã mất mạng. Mày còn dám nói như vậy nữa. Được rồi, được rồi. Mẹ ruột mất mà mày không rơi một giọt nước mắt. Tiểu Huệ đừng nói nữa. Cái đồ súc sinh. Mày nên chết theo ba của mày mới phải. Bình tĩnh đi, chúng ta bình tĩnh lại đi Tiểu Huệ. Để nó chết đi. Thành Minh, lời của dì nói cháu đừng có để trong lòng nha. Được rồi Tiểu Huệ, đừng có làm loạn ở đây nữa. Tiểu Huệ à,
Tôi nói này, các anh chỉ cần điều tra qua là biết được rồi. Mẹ của tôi không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Hơn nữa, thông tin tài khoản đó cũng bị người khác sửa đổi một cách ác ý, nhằm mục đích hãm hại anh họ của tôi. Chúng tôi tìm cậu gì gì khác. Cậu là người luôn đu đú trong nhà không ra ngoài. Tại sao vậy? Việc này có liên quan gì đến vụ án hay không? Tôi chỉ không thích ra ngoài thôi. Tôi không thích, cũng không muốn giao tiếp với những người mà tôi cho là không cần thiết. Chán ghét chuyện xã giao. Tôi hiểu rồi. Hội chứng Junibiu, không hòa thuận với người trong nhà. Sau khi mẹ nằm viện, cậu cũng không đến thăm một lần nào hết. Thỉnh thoảng Bảo Ninh Thành Binh thay cậu gọi video về nhà. Thanh niên các cậu đúng thật là hôm nay gọi cậu đến đây là do có việc cần cậu phối hợp. Phối hợp thì đương nhiên không thành vấn đề. Phải như vậy chứ. Nhưng mà tôi có thể làm tại nhà được không? Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bên phía cảnh sát kinh tế, kết quả hiện tại sao rồi? Thầy Ninh à, bây giờ thì họ đang nghi ngờ Tào Mai. Nghi ngờ Tào Mai? Đúng vậy. Anh vẫn ổn chứ? Anh không sao. Lúc ba mẹ Thành Binh xảy ra chuyện, thằng bé cũng ở trên xe, mới có 5 tuổi. Khi chú và Tiểu Huệ chạy đến bệnh viện, Thành Binh là người sống sót và người chứng kiến duy nhất. Nhưng mà thằng bé không khóc cũng không quấy, hoàn toàn không có cảm xúc đau buồn gì hết. Tiểu Huệ à, bình thường cảm xúc bảy rất kích động. Lại thêm khi đó nghe tin em gái của mình không phải chết do tai nạn xe mà là chết do tự sát. Thành Binh chỉ là một đứa trẻ thôi, em làm gì thế? Vậy nên cảm xúc của bảy nhất thời kích động liền. Có người nói thằng bé không chữa được, cho nên chú đã thử dạy thằng bé cách để tự nhận thức cảm xúc của mình. Thằng bé rất thông minh, tôi không thể hoàn toàn hiểu được thế nào là mừng, giận, vui, buồn. Nhưng mà có lúc chú nghĩ, đối với thằng bé mà nói, có lẽ cũng là một điều may mắn. Thằng bé cứ lớn lên như vậy đấy. Trong thế giới của thằng bé, không hề có mừng, giận, buồn hay vui. Không có đau khổ, cũng chẳng hề có muộn phiền. Rất cô đơn, nhưng mà không buồn đau. Ít nhất nó được bình an. Đôi lúc chú nghĩ, có lẽ đây chính là chút ích kỷ của bậc cha chú như chú. Thầy Ninh à, dừng xe. Dừng xe đi. Thầy Ninh, mẹ nói con nghe, trên đời này không hề có tình yêu, chỉ có dối trá mà thôi. Thành Minh, Thành Minh, Ninh Thành Minh. Cậu về rồi sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Cậu mau nói đi, cậu làm tôi sốt ruột chết mất. Cảnh sát kinh tế đã tra được tài khoản nước ngoài của Tào Mai rồi. Không biết Tào Mai này dùng cách gì mà lại lấy được thông tin của mẹ tôi, đổi thành thông tin của người sử dụng tài khoản. Nếu như vậy, cảnh sát kinh tế sẽ nghi ngờ sếp Ninh hay sao? Tin tức về bệnh của sếp Ninh vừa lộ ra, phải làm thế nào đi? Còn nữa, sếp Ninh và sếp Thiển ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn chưa về. Gọi điện thoại cũng không nghe, có xảy ra chuyện gì không? Anh im miệng giùm tôi đi, ồn ào quá, có thấy phiền hay không? Nào nào,
Thứ nhất, năng lực chuyên môn của cảnh sát kinh tế rất mạnh. Họ đã phát hiện ra chuyện này có điểm kỳ lạ từ lâu. Bây giờ họ đang thu thập chứng cứ để thu lưới bắt Tào Mai. Còn thứ hai, anh của tôi đưa Lý Thiển đến chỗ mẹ của tôi. Chiều nay anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, bây giờ vẫn chưa về. Có lẽ vẫn đang ở bên nhau. Vậy thì được. Ban nãy cậu nói cảnh sát kinh tế sắp thu lưới bắt Tào Mai rồi hay sao? Vậy chúng ta phải làm gì đây? Thứ nhất, đừng có để lộ tẩy. Không được lộ tẩy, được rồi. Cậu thứ hai, chờ đợi. Chờ đợi hả? Chỉ đợi thôi hay sao? Đợi thôi. Thành Minh, anh làm sao thế? Thành Minh, anh muốn ở một mình một lát. Thành Minh, Thành Minh à? Thành Minh, anh làm sao vậy? Thành Minh, Thành Minh à? Thành Minh, Thành Minh à? Thành Minh, Thành Minh, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Trên thế giới này không hề có tình yêu thật sự, chỉ là nói dối thôi. Hôm nay cậu của anh đã nói rất nhiều với em nhỉ? Đúng vậy. Còn đau không? Đỡ nhiều rồi. Thật ra em không đồng ý lắm với lời mà mẹ của anh nói. Nhưng mà những lời chú của anh nói em lại cảm thấy khá có lý. Có phải là anh cũng rất tò mò về quan hệ của em với Lý Kính Phàm, giống như những người khác, đúng không? Cũng có đôi chút. Dù sao cũng có rất nhiều lời đồn đoán khác nhau. Anh biết không, thực ra lúc em còn nhỏ, mẹ của em từng dẫn em đến nhà của ông ngoại một lần. Đó là một gia tộc lớn ở phía Nam, tranh chấp nội bộ cũng nhiều như quy định của nhà họ vậy. Ba, gọi ông ngoại đi con. Chào ông ngoại à. Đây là dì của con. Chào dì à. Cho nên trong gia tộc đó, chuyện hiếu thuận với ba mẹ, nuôi dưỡng con cái trở thành một chuyện không xuất phát từ tình cảm máu mủ, mà là do lợi ích chi phối. Giữa họ hàng với nhau, ai cũng bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau. Dường như mỗi người trong số họ đều muốn chà đạp anh dưới lòng bàn chân. Không thể nào nhận ra được tất cả họ cùng là một mẹ sinh ra, mà ngược lại trông giống kẻ thù truyền kiếp hơn. Còn về mẹ của em, về việc mình từ chối hôn nhân thương mại, tự do yêu đương với Lý Kính Phàm và sinh ra em không theo lẽ thường chút nào hết, bà ấy lại rất đắc ý
Nhưng mà tiểu thư họ Nhậm này nhanh chóng nhận ra nuôi con thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì hết. Lúc còn nhỏ, Lý Kính Phàm từng lén đến thăm bọn em. Thật ra mẹ em cũng biết. Nhưng mà trước năm em 18 tuổi, bà ấy chưa bao giờ nói thật cho em nghe về chuyện rốt cuộc ba ruột của em là ai. Sau khi em trưởng thành rồi, chắc do đã xem quá nhiều tiểu thuyết, cho nên em cũng tự suy đoán có thể ba ruột của em là con trai cả của một gia tộc lớn khác. Quan hệ giữa họ cũng giống như Romeo với Juliet vậy. Tóm lại là bà ấy không muốn nói cho em biết. Có thể là không muốn em sống cuộc đời giống như bà ấy. Thế nào, có phải là em thông minh lắm hay không? Cũng hơi hơi thôi. Sau đó mẹ em bị bệnh hội chứng ALS. Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Đừng nói cho ông ấy biết. Đừng bao giờ nói cho ông ấy biết. Cho đến lúc mẹ của em qua đời mới biết. Vào lúc đó bà ấy đã đồng ý lời kết hôn của Lý Kính Phàm rồi. Tóm lại là mẹ của em là một người phụ nữ kỳ lạ, khiến cho người khác không thể đoán được. Vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, cách suy nghĩ cũng rất độc đáo. Hơn nữa, rõ ràng bản thân bà ấy rất trọng sĩ diện, nhưng mà lúc nào cũng dạy dỗ em sống phải linh hoạt một chút. Đừng có câu nệ chuyện mặt mũi làm gì. Nghĩ kỹ lại, có thể giống như lời của anh nói lúc trước. Có lẽ cả đời của bà ấy đều chỉ muốn dạy cho em đừng trở thành người giống như bà ấy thôi. Thật ra bây giờ nghĩ lại, lúc đó đúng là anh đã từng gặp bác gái. Anh gặp bà ấy rồi hay sao? Lúc nào vậy? Em có nhớ lúc em học đại học năm thứ hai, lần em bị ngất lúc nộp luận văn cho anh hay không? Mẹ cô ấy luôn nằm viện trong thành phố, hội chứng ALS. Hai mẹ con nương vào nhau mà sống, nhưng mà vẫn luôn rất lạc quan. Chị Nhậm à, chị Nhậm hôm nay vẫn chưa đến thời gian một tiếng thăm bệnh. Bà ấy nói anh có thể vào trong. Thể lực người bệnh có hạn, mong anh đừng ở lại quá lâu. Chắc hẳn cậu chính là thầy Ninh mà gần đây khiến cho con gái tôi đau đầu đúng không? Tôi vẫn luôn cho rằng con gái của chị là một cô gái thông minh chăm chỉ, nhưng bây giờ xem ra hình như chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đã tìm hiểu một số chuyện liên quan đến ba của Lý Thiển. Chị Nhậm mà, tôi sẽ không từ bỏ yêu cầu đối với việc học của Lý Thiển đâu. Cho nên tôi muốn bàn bạc với chị để Lý Thiển nghỉ việc làm thêm cô em ấy rồi xin học bổng, hoặc là chuyển bớt áp lực sang cho bố của em ấy đi. Chuyện này tôi từng nói với con bé, nhưng mà nó không đồng ý với tôi, mà cũng tại tôi hết. Nhiều lúc có rất nhiều chuyện, một khi đã bỏ lỡ thời cơ sẽ không còn thích hợp nữa. Con bé nó không hận ba của nó, nhưng cũng không có tình cảm gì mấy. Là cũng do tôi. Thật ra tôi cho rằng không có tình cảm chưa chắc không thể tiếp tục cuộc sống. Sinh được đứa con gái như Lý Thiển là việc mà tôi may mắn nhất đời, ngoài việc gặp người đó ra. Đáng tiếc tôi là một người mẹ không tròn bổn phận, lại quá ích kỷ nữa. Cũng không hẳn như thế. Dù sao thì về mặt bản chất, mỗi người đều là một hòn đảo cô độc. Không phải tất cả mọi người đều cần ba mẹ. Có thể chính những lúc chị yếu ớt như thế này sẽ ép Lý Thiển phải lựa chọn trở nên mạnh mẽ hơn. Lý Thiển đã kể tôi nghe rất nhiều chuyện về cậu đó. Con bé nói cậu chưa từng cười, nhưng mà cũng không phải là tức giận, mà giống như một tảng đá nhưng lại vô cùng sắc sảo. Hôm nay tôi được gặp cậu, có lẽ hai người rất giống nhau. Không biết vì sao tôi luôn cảm giác chúng ta rất có duyên. Nếu như cậu có cơ hội gặp được ba của con bé, nếu như có khó khăn gì, cậu cứ nói với ông ấy, tôi công nhận cậu.
Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Thầy Ninh, cậu cứ xem như chưa bao giờ gặp được tôi nhé. Đừng làm khó con gái của tôi, có được không? Nhưng mà bà ấy nói với anh, bà ấy cảm thấy mình rất ích kỷ hay sao? Em không hề thấy như vậy mà. Mỗi người chúng ta không ai có quyền được lựa chọn ba mẹ của mình. Ba mẹ cũng không thể nào lựa chọn con cái. Tất cả đều là một trò chơi. Gia đình, tập thể, xã hội do bản chất con người điều khiển hết. Trên nguyên tắc tư lợi, hành vi ích kỷ của mỗi cá nhân đều có đầy đủ lý do của mình. Nhưng may mà mẹ của em có chừng mực của bà ấy. Thầy Ninh à, tuy rằng mẹ của anh vì những chuyện mà bà ấy đã trải qua cho nên đã dạy cho anh, thế giới này không có tình yêu thật sự. Đứng từ góc nhìn của bà ấy thì có thể bà ấy cũng chỉ mong anh không gặp phải đau khổ như bà ấy thôi. Anh có thể không tha thứ, nhưng đừng vì thế mà trừng phạt bản thân. Đó là câu nói cuối cùng mà bà ấy để lại cho anh đó. Từ đó trở đi, anh cũng từ chối hết tất cả những mừng, giận, vui và buồn, bao gồm những tình cảm chuyển hóa từ thứ cảm xúc không thật mà những lời nói dối mang lại. Kể từ đó một mình anh đi trong màn đêm vô tận, lựa chọn tin tưởng những thứ có thể hiểu được, giải thích được bằng khoa học, không hề tò mò với bất cứ yêu, hận, thích và ghét, hay với cả con người nữa. Nhưng mà như vậy, anh không cảm thấy cô đơn hay sao? Lúc đó cũng đã quen rồi. Bây giờ nghĩ lại, trước khi gặp được em, anh thực sự rất cô đơn. Anh làm gì thế? Đây là công ty đấy. Phiền anh tôn trọng để làm gì có được không? Ban nãy nhiều người quá, anh sợ em không đứng vững thôi. Xin lỗi làm phiền rồi. Thanh Thanh, mà này, hai người là thật hay giả vậy? Thật hay giả gì chứ? Tiểu Dương, mọi chuyện đã phát triển tới bước nào rồi? Nói tóm lại, trên mạng đã bùng nổ rồi. Chỉ vì một tấm ảnh thôi hay sao? Cũng không thể nói đơn giản là chuyện của một tấm ảnh được. Vậy cứ như bình thường đi, hãy cho chúng tôi biết tình hình cụ thể. Mời mọi người xem.
Sếp Ninh, sếp Lý, trước mắt dư luận còn đang xôn xao. Từ chuyện vạch trần quá trình khám chữa bệnh của sếp Ninh hôm qua và cả chuyện hôm nay mà nói, chắc chắn có người đang lên kế hoạch cho mọi chuyện, liên tục tấn công bằng dư luận. Về bệnh của tôi, đây là giấy chẩn đoán cấp tốc mà hôm qua tôi nhờ bác sĩ viết. Tốt quá rồi. Nếu đã là giải quỹ quyền, chẩn đoán bệnh tình đã trị liệu xong, thì có phải là mở buổi họp báo chính thức sẽ tốt hơn hay không? Không, quá chính thức là dẫn đến hiệu quả ngược. Chuyện này chúng ta phải xây dựng đường lối rõ ràng, khiến cho cư dân mạng cảm thấy là do họ tự tạo ra thôi. Vậy bây giờ còn lại một vấn đề cuối cùng. Hai người nói thật cho tôi biết, hai người thật sự yêu nhau đúng hay không? Không phải, đúng vậy. Hai người suy nghĩ kỹ lại đi. Đúng vậy, không phải. Chúng tôi không yêu nhau. Tiếp theo nên làm thế nào đi? Nếu chuyện đó đã là giả, vậy thì kế hoạch của chúng tôi là đem chuyện giả nói thành thật. Xong rồi.